hẹn đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 9 tháng 11 năm 2020 do công ty chứng khoán Zonta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, dòng tiền tiếp tục phân hóa, cổ phiếu khuyến nghị KDC. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Phố Wall phân hóa do kết quả bầu cử vẫn chưa rõ ràng. Phố Wall có diễn biến trái chiều và đóng cửa ghi nhận tuần tăng điểm cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, kỳ vọng với kết quả cuộc bầu cử, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 6.9%. từ mức 7.9% trong tháng 9 năm 2020. Chỉ số Nasdaq đóng cửa tuần tăng hơn 9% so với tuần giao dịch trước đó. Đồng thời, đô thị giá tiến sát về mức đỉnh kỷ lục và xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức tăng. Về diễn biến các quỹ ETF, quỹ E1 VFV30 tiếp tục hút ròng 4,5 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.28%. Quỹ FUEVFVND hút ròng 7 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.62%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại bán ròng 1.921 tỷ trong tuần từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020. Trong đó, Masan, HPG, VRE, VHM là những cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất. Vinamilk là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020. Trong số tổng 1.743 công ty thì số doanh nghiệp công bố là 1.059 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp báo lãi là 885, số doanh nghiệp tăng lãi 534, số doanh nghiệp giảm lãi 351, số doanh nghiệp báo lỗ 174, số doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận 58 doanh nghiệp. Cổ phiếu hôm nay KDC. Kết quả kinh doanh KDC quý 3 năm 2020 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.315 tỷ đồng, tăng trưởng 24.8% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, tăng trưởng 127.4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 5.982 tỷ, tăng trưởng 17.8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 253.8 tỷ, tăng trưởng 52.2%. Như vậy, tính tới quý 3 năm 2020, KDC đã đạt 73% kế hoạch doanh thu và 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2020. Kết quả kinh doanh quý 3 có được là nhờ sự tăng trưởng vượt bậc từ việc tổ chức vận hành hiệu quả, giúp giảm chi phí, tăng trưởng doanh thu trong mảng dầu ăn và đóng góp của mảng bánh trung thu. KDC quay trở lại trên thị trường snacking với sản phẩm tiên phong là bánh trung thu Kingdom sau khi bán mảng bánh kẹo vào năm 2015. Về tái cấu trúc doanh nghiệp, trong quý 3 năm 2020, KDC miễn nhiệm hàng loạt các lãnh đạo cấp cao và tiến hành sáp nhập các công ty liên quan với Kido. KDC được Ủy ban Chứng khoán chấp nhận niêm yết 23 triệu cổ phiếu để tiến hành hoán đổi với KDF vào ngày 6 tháng 11. Dự kiến hoàn thành trong quý 4, KDC cũng đang có kế hoạch sáp nhập VOC và TAC, dự kiến sẽ tiến hành sau khi nhà nước thoái vốn hoàn toàn khỏi VOC. Về kế hoạch phát triển, KDC đã thành lập công ty liên doanh trong ngành đồ uống với Vinamilk. Theo chúng tôi sẽ đem lại hiệu quả khi tận dụng được lợi thế của KDC và Vinamilk trong ngành. Ngoài ra, TAC có kế hoạch thành lập một liên doanh với các đối tác có trụ sở tại Singapore. Với tỷ lệ sở hữu TAC tại liên doanh là 51%, nhằm cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho TAC cũng như các công ty sản xuất dầu ăn khác tại Việt Nam. Kỳ vọng TAC sẽ được hưởng lợi nhờ việc quản lý chi phí đầu vào tốt hơn. KDC đang nỗ lực trong việc tái cấu trúc toàn bộ máy vận hành cũng như các công ty con. Việc mua bán sáp nhập nhằm tăng lượng cổ phần của KDC tại các công ty con cũng như năng sở hữu 100% tại KDF. Chúng tôi đánh giá sẽ giảm lợi nhuận của cổ đông tiểu số và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ròng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp hơn nữa. Ở mức giá hiện tại, KDC đang được giao dịch với PE là 48.0x, tương đương EPS là 740 đồng trên một cổ phiếu. Mức tốc rating của KDC ở mức 95 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của KDC bước vào giai đoạn tích lũy và giao dịch quanh đường trung bình 50 ngày. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của KDC được nâng lên mức tăng, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại. Giá khuyến nghị 35.8, xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang là xu hướng tăng, mục tiêu ngắn hạn 43.39, upside ngắn hạn so với giá hiện tại 21.19%, mức cơ lộ ngắn hạn 33.77, tỷ lệ lãi lỗ trung bình 3.7, thời gian nắm giữ dự kiến khoảng 21 phiên, tỷ trọng giải ngân tối ưu 21.83%. Về quan điểm thị trường ngắn hạn,
Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và biến động hẹp ở các phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, cho thấy dòng tiền sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp, cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên chú ý vào cổ phiếu và tiết chế việc mua đổi ở các nhịp tăng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục cải thiện cho thấy chiến lược phù hợp là gia tăng dần tỷ trọng cổ phiếu. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung ở mức trung tính, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi rủi ro ngắn hạn có chiều hướng giảm dần và gia tăng dần tỷ trọng cổ phiếu dưới 50% danh mục. Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức tăng, đồng thời rủi ro trung hạn có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng chúng tôi cho thấy đây chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu mua bán tại trang web gsda.danta.com.vn. Giờ đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!